trình Thuận Vợ Thuận Chồng trong tập phát sóng tối nay. Mình mang cái tiếng là người ta nói giật chồng. Tôi chỉ ra đi một mình không mà xách mấy bộ đồ bỏ cho luôn cái bọc. Bên kia kéo xuống quậy phá banh nhà mình đó. Ăn không được tôi chọc phá cho tiêu. Thôi giờ mình ở đây một chồng đi anh ơi. Vợ chồng sống yêu thương nhau, vợ lòng chồng thì tết biển đông nó cũng cạn. Hãy bắt đầu chia sẻ câu chuyện của Thuận Vợ Thuận Chồng với người dẫn chương trình nghệ sĩ Đinh Toàn. Đinh Toàn xin được chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Thưa quý vị khán giả, với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng vào mỗi tối thứ sáu, chúng tôi được gặp gỡ quý vị và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về vợ chồng để cùng trò chuyện. Và đặc biệt là với mỗi chương trình thì chúng tôi luôn mời đến đây một vị khách mời. Và ngày hôm nay, Đinh Toàn mời quý vị cùng gặp gỡ ca sĩ mà tất cả chúng ta đều yêu mến, nữ danh ca Phương Dung. Dạ, em xin mời chị. Dạ, em chào chị Phương Dung. Dạ, chào Đinh Toàn. Dạ, em mời chị. Qua chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi. Dạ, chị Dung, em muốn hỏi ngay là ở trong cuộc sống vợ chồng của gia đình chị, có khi nào mình gây gổ hay giận hờn nhau không chị? Chị nghĩ là với 57 năm sống chung, dạ, thì chắc chắn không có trận chiến lớn thì cũng phải có trận chiến nhỏ. Dạ. Và có những cái lúc giận dỗi, không nói chuyện với nhau. Dạ. Nhưng mà chị có một cái tính là không muốn cho mẹ mình biết, dạ, những cái sự buồn tủi và những cái trận chiến giữa chị với chồng chị. Thành ra chị không có nói. Dạ. Và chị luôn luôn chị giấu. Nhưng có khi nào mình gây gổ vì cái lòng tin với người vợ hoặc người chồng của mình không? Không có, cái đó thì không có. Khi mà chị gặp ông xã chị á, là chị muốn lập gia đình, mẹ chị nói là phải cho gia đình gặp rồi tìm hiểu. Thì chị nói với mẹ chị, mẹ phải để cho con yêu người đó từ cái tốt và yêu luôn cả cái xấu. Chị thì chị nói rằng cái hiểu quan trọng hơn là cái sự giàu có. Yeah. Tự vì trước sau gì hai vợ chồng mà thuận vợ thuận chồng thì sẽ làm ăn nên. Yeah. Mà mẹ chị thì lại khác. Em nghĩ là mình phải tin tưởng cái người kế bên cạnh của mình thì mình mới yên tâm. Đúng rồi. Để mình cùng nhau gây dựng hạnh phúc. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ là câu chuyện mà chúng tôi gọi là lòng tin. Và chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ hai nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay, anh Lưu Văn Chí và chị Diệu Thiện. Dạ, xin phép mời anh chị. Xin kính chào khán giả. Em là Phan Thị Diệu Thiện. Dạ, chào khán giả. À, tôi Lưu Văn Chí. Em chào anh chị. Em được biết là câu chuyện của anh chị là trước khi đến với nhau á, thì cả hai người đều có gia đình, đúng không ạ? Đúng rồi. Tình trạng hôn nhân của mình lúc đó như thế nào chị? Cũng có ba mặt con. Dạ. Nhưng mà sống với ông xã trước là được 15 năm. Thì lúc quen thì hai người cũng thương, cũng anh em ngọt sớt. Mà tới cái ngày cưới rước dâu về á, là anh không có kêu mình bằng cái gì hết. Cứ nói trọng mà. Sống cũng không hạnh phúc. Cãi giả thì thường xuyên. Yeah. Hãy mà một ngày thì phải cãi giả vài lần. Rồi đến cái năm mình 33 tuổi đó, ông xã 39 tuổi, là hai người đồng ý ly dị. Còn mình thì ôm ba đứa con mà không có cấp dưỡng. Vậy thì với anh á, lúc đó thì cuộc sống hôn nhân của anh như thế nào? Cũng 15 năm, cũng có hai đứa con. Chuyện buồn thì nó rất là nhiều, mà cái chuyện vui thì không có. Dạ. Yeah. Thì con nói bây giờ tự đi, tự ai lấy ra để kiếm một con đường mới để sống. Coi như là hai anh chị là quyết định là ly thân, đúng không anh? Cái thời gian ly thân á, thì lúc đó có đến để chơi với bạn bè. Rồi đến là thấy bà xã, thì lúc đó cũng ly dị với ông xã của bà xã mình rồi. Mình mới đến chơi là mới lúc đầu tiên, mình cũng không có ý gì mà để nói là cũng như là
mình quen biết nhau để sống chung. Anh và vợ cũ của anh quyết định chia tay nhau là hai người đồng ý vui vẻ chia tay. Chị em bây giờ điều ra là đứng ra nói bây giờ thí dụ nếu mà hai đứa không sống chung thì bây giờ cứ viết đơn rồi ký tên. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi là bản thân cả chị Thiện và cả anh nữa, khi chúng ta bị gãy đổ một lần, giống như chị chia sẻ, chị cũng mất 15 năm, anh cũng mất khoảng 15 năm. Đúng rồi. Thì khi mình tìm một cái cuộc hôn nhân mới á, thì mình có e ngại không? Mình có lo sợ không? Trong lòng cũng phải suy nghĩ. Dạ. Bởi vì mình đã ba đứa con rồi, chứ không phải là mình còn trẻ con gái. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải tự cái bản thân mình vươn lên. Dạ. Như hồi xưa mình rất là giỏi. Dạ. Dạ. Coi như là xe ba gác hay là xe lôi là mình dẫn chở được hết. Cái gì mình cũng làm được như đàn ông vậy đó. Như là một người đàn bà tháo vát. Dạ. Dạ. Tự bản thân chị vung vén được cho cuộc sống của mình. Dạ. Như là muốn mà kiếm một ông chồng là thật tình với mình, là cũng như là sống với mình, là để một cái điểm tựa để mình vươn lên thôi. Dạ. Chứ không có muốn là kiếm ông chồng giàu. Dạ. Và chị cũng chia sẻ từ đầu là chị muốn lấy một người không có vợ, bởi dạ, vì chị sợ rồi. Nhất là mình đi về làm bé cho người ta. Dạ. Đúng không? Nhưng tới khi chị gặp anh thì anh lại là người có vợ, thì lúc đó chị có lo sợ không? Chị có còn cái lòng tin ở cái việc là mình đến với người này mình sẽ tốt? Anh này thì anh có vợ, nhưng mà anh có kể hết một cái tâm sự giữa vợ với ảnh ra cho mình nghe, rồi cho mình hiểu, mình biết. Ảnh thì mang tiếng chứng bệnh tim, còn thêm cái bệnh chứng bệnh mà ghẻ chàm ngày xưa đó, hai cái tay vì hai chân ảnh nó nứt nẻ mà nó chảy nước luôn. Dạ. Tự nhiên sao mình thấy mặt mày sáng sủa mà sao thấy tay chân vậy, rồi mình cũng đang do dự nữa. Nhưng mà thấy cái lời nói của ảnh nói ra rất là dễ thương. Ảnh ấy, nếu mà em có chấp nhận thì anh sẽ dứt khoát rõ ràng rồi để anh sống với em để lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Anh nghèo, anh không có gì hết. Dạ. Nếu mà anh dứt khoát là anh sẽ tài sản anh giao lại cho vợ anh hết, anh chỉ ra mình không. Dạ. Rồi cái chịu hiền khô à, cái anh đi đến với em cầm bịch ni lông có một bộ đồ à, anh giao hết rồi. Mà em mới nói vậy, anh ơi, họ chuyện không phải có dễ đâu nha, coi chừng người ta gạt mình đó. Nói ổng nó không có đâu, má vợ anh hiền lắm, nói đàng hoàng sự thật, bên kia kéo xuống quậy phá banh nhà mình nó ráo luôn. Nhưng mà mình mang cái tiếng là người ta nói giật chồng, chứ làm sao mà giật được. Dạ. Phải chứ ảnh có tài sản của cái gì quá nhiều á, mình giật về rồi mình ăn á thì nói mình giật. Còn này anh khổ gần chết, anh bệnh nữa mà nói mình giật, tới đến giờ lúc này cũng còn mang cái tiếng đó. Em nghĩ á, thật sự lúc đó là mình tin tưởng cái người đàn ông này. Thì nói chung lúc đó bà già mình cũng có cho được là hai công đất ruộng. Rồi em nói bây giờ đất này là để lại cho con. Dạ. Tôi chỉ ra đi một mình không, xách mấy bộ đồ bỏ cho trong cái bọc rồi... Có một bộ đựng nó mấy đồ đi thôi. Có một bộ đó. Nói chung mình ra đi mà gia đình vui vẻ lắm chứ. Thì mình mới xuống ra đây. Đây lúc đó chỉ có quán cà phê thôi, với một cái nhà nhỏ. Ý là mình nói bây giờ nếu mà thần với nhau thì thôi giờ mình đến để mình bắt đầu lại công việc mới mình làm. Hai vợ chồng cũng lui cui rồi về cũng sửa sạn nhà cửa rồi lại cho nó gọn ghẽ. Rồi bữa đó đi chợ lần thì ở trên đó nó kéo xuống nó phá. Vậy thì anh nghĩ lý do gì bên nhà vợ anh lại đến là làm khó dễ chị? Em ơi, người ta tức, không có tiền nhưng mà người ta tức. Đúng. Ăn không được ta chọc phá cho tiêu. Lúc đó cảm giác của chị như thế nào? Trời ơi, đi chợ về nghe mấy đứa nó nói hồi nãy kéo xuống quá đông chị, giờ người ta về rồi. Ở kế bên có con nhỏ đó, nó cũng xấu, chạy theo kêu trở lại. Trời. Thì lúc kêu trở lại là bắt đầu mình không có an tâm. Thì anh này nó không có sao đâu, người ta nói dốc đó. Tự nhiên nghe nó trển kéo xuống tới, quảng hồn qua nhà nhỏ bạn ở. Vợ kéo xuống quá trời, đập nhà đập cửa canh bên, niệm giường chiếu trần hình gì tan nát hết ráo luôn. Yeah.
những cái lúc nó quá khó khăn, quá nhiều áp lực vậy đó, chị có nghĩ là thôi thì mình buông cái người đàn ông này ra cho yên thân đi? Bởi vì đó là cái ý của anh kia đó. Khi mình dính vô người này thì mình lại bị quá nhiều cái điều tai tiếng và áp lực. Lúc đó có nghĩ vậy, nhưng mà anh này ảnh có nói vậy. Anh nói không thể nào anh trở về đó. Nếu em có bỏ anh là anh cũng phải đi tới chứ anh không quay lại. Nhưng mà nếu em bỏ anh giữa lúc này là chắc anh chết luôn. Rồi em mới nói là nếu vậy là giờ khổ cả chồng luôn, rồi con em nữa đó. Rồi thấy cũng tội nghiệp, anh cũng nói vậy. Thôi giờ mình ở đây em được, giờ mình đi anh ơi, đi xứ khác mình làm ăn, miễn mình sống thật thôi. Thì bây giờ quyết định là lúc đó mình đi Vũng Tàu. Trong cuộc sống vợ chồng anh chị, mặc dù là mình cùng nhau vượt qua rất nhiều những khó khăn, nhưng nó cũng có rất nhiều những cái vướng mắc, những đúng cái trục trặc ở trong nhiều lắm đời sống. Có phải là sau những cái khúc mắc đó, mình cảm thấy là mình tin yêu vào tình yêu của mình và sự lựa chọn của mình hơn không anh? Đúng rồi. Nói chung cái khó thì mình đã vượt qua rồi, cái khổ mình cũng đã vượt qua rồi. Vượt qua là bằng cái gì? Ví dụ bằng cái tấm lòng vợ chồng sống yêu thương nhau. Vợ lòng chồng thì tất đến đâu nó cũng cạn. Thì nói chung bây giờ vợ chồng sống chung với nhau, đồng lòng với nhau, thì nói chung là cả nào nó cũng vượt qua. Vậy thì trong cuộc sống có cái kỷ niệm nào mà hai anh chị cùng nhau vượt qua để cho mình nhớ nhất và mình thấy là mình yêu cái người chồng mình nhất? Là cái lúc mà anh bệnh tim, mà anh nằm anh thở á, ngày nào cũng đau tim hết trơn. Mà em đi bán bánh bò, em mua thuốc về cho anh uống trợ tim á, mà anh nói hoài, anh nói anh giá anh sống được chừng mười mấy năm giúp với em cũng được nữa. Mà nếu sống không được vậy chắc anh hối hận lắm. Em ráng đi. Vậy thì với anh Chí, điều gì và khiến mình sẽ thấy người phụ nữ này luôn luôn là một cái điều cần thiết ở trong cuộc sống của mình? Cái vợ chồng sống chung 21, 22 năm thì nó nhiều cái ấn tượng để mình để trong lòng, mình không có nói ra. Ví dụ sẵn cái dịp hôm nay nè, thường vợ thường chồng thì hôm nay nói chung là giữa có anh Toàn với cô, thì nói chung cũng mình cũng nói đây là một cái lời nói. Nói chung là bà xã mình là mình rất là thương. Không phải là thương gì một cái tiền bạc là cao cả gì hết, hay là đẹp cái hay sự là xấu hết lòng. Nhưng mà cái hết lòng mình cũng thừa biết. Ngày nay mà anh không nói mình cũng biết nữa, tại vì sống chung á hai mươi mấy năm rồi, mình biết cái tánh ảnh á không có nói. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nói anh đi hết thế giới, anh không kiếm được người nào như tôi đâu, tôi nói thiệt với anh luôn. Anh gặp mình là lúc khổ gần chết luôn á, lôi đi xứ này lôi đi tới xứ kia, rồi hả trị cho anh hết hai chứng bệnh nữa. Nghĩ sao giờ anh bỏ mình cũng có cái tự tin, thì giờ mình cũng tin tưởng, rất là tin tưởng 99% và không bao giờ anh sẽ bỏ mình. Nếu anh bỏ mình thì bỏ là lúc khổ đấy, chứ không phải đợi đến lúc bây giờ. Nhưng mà có nhiều khi có nhiều người, người ta thấy cái khổ người ta không bỏ, mà khi mà có tiền rồi người ta lại thay đổi. Hoàn cảnh nó thay đổi con người. May mắn là cho tới giờ này thì chị có tới 99% lòng tin về tình yêu của mình, về sự lựa chọn của mình. Nếu mà đổi là bây giờ mà chấp nhận vậy là chắc không chấp nhận, mà tại sao hồi đó lại chấp nhận? Thì em nghĩ là cuộc sống sẽ trả cho mình những cái câu trả lời. 16 năm vất vả, nhưng mà thật ra là nó xứng đáng để mình đánh đổi một cái tình yêu. Và thậm chí như cho tới bây giờ thì em thấy là hai anh chị cũng có một cuộc sống ổn định rồi. Đúng không? Tức là mình không cần phải lo lắng nhiều về kinh tế. Mình chỉ giữ những cái phút giây hạnh phúc và giữ mãi cái lòng tin đối với cái người bạn đời của mình thôi. Và thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay vẫn như thường lệ thì chúng tôi sẽ vẫn dành không gian riêng để họ có thể có những lời chưa nói với nhau, những điều mà đã giúp họ gắn kết đến tận bây giờ để cùng nhau thuận vợ thuận chồng. Hôm nay em nói thiệt với anh là em rất thương anh và thương anh rất là nhiều.
Nhân dịp hôm nay là có cái chương trình Thượng Vợ Thượng Chồng, thì anh cũng muốn nói với em là cảm ơn em. Anh cũng muốn là chúng ta sẽ mãi là được thượng vợ thượng chồng như ngày hôm nay. Và với chương trình Thuận Vợ Thượng Chồng của VTV9, Phương Dung mong ước là chú Chí được hạnh phúc và được thuận vợ thuận chồng. Xin chào và hẹn gặp lại.